Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 19 tháng 4 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh họp giao ban cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Khó khăn trong chuyển đổi chăn nuôi tập trung ra khu dân cư ở huyện Kim Động. Tình trạng trộm xe máy và gây tai nạn bỏ trốn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 14 tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Hưng Yên. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 14 kỳ họp, ban hành 140 nghị quyết, trong đó có trên 100 nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, 33 nghị quyết về nhân sự tổ chức. Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 34 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề về các lĩnh vực, phối hợp tổ chức hội nghị để đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại 62 điểm, tiếp nhận trên 340 ý kiến cử tri. Các ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm, chất lượng nội dung trả lời đã bám sát nội dung các ý kiến kiến nghị của cử tri. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy, biểu dương kết quả mà Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng Nhân dân thành phố cần tiếp tục ban hành nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng, có phương án để thúc đẩy phát triển khu vực trung tâm thành phố, trong đó tập trung vào các công trình sinh thái, điểm du lịch vùng lõi, chú trọng phát triển thành phố thành điểm du lịch với di tích lịch sử. Có cơ chế động viên các địa phương phát triển nền kinh tế vùng bãi, đồng thời quan tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao để tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dịp này, có 6 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các thành viên để xem xét cho ý kiến về đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo tờ trình về ban hành kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1-2020-2025, công bố kết quả đánh giá xếp hạng chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020, xây dựng chương trình phát triển thực hiện kinh tế số, chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 50 của Chính phủ và chương trình hành động số 43 của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dự thảo chương trình phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, xem xét phê duyệt đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, đối với kế hoạch thực hiện lộ trình nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1-2020-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí hỗ trợ 50% từ nguồn ngân sách, huyện hỗ trợ 50% để thực hiện. Về chương trình phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai xây dựng các khu cụm công nghiệp làng nghề phải đúng quy hoạch,
Sở Công Thương cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cần đánh giá tổng hợp hiện trạng các khu cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn tỉnh, kết quả thu ngân sách và nhu cầu sử dụng đất để phát triển khu cụm công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp. Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải phân tích làm rõ những nguyên nhân chính dẫn đến kết quả nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đạt thấp, để từ đó rút kinh nghiệm, xây dựng phương hướng giải pháp thực hiện, đặc biệt là phải xây dựng được quy chế phối hợp giữa các sở ngành địa phương, làm tốt ngay từ khâu tiếp nhận dự án, tiếp nhận đầu tư cho đến khi tổ chức thực hiện. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan các huyện, thị xã, thành phố sớm lập mặt bằng tổng thể để tiếp nhận dự án ngoài khu công nghiệp, tránh tình trạng thừa đất, đất xen kẹp, đất thùng vũng gây lãng phí đất. Sở ngành nào, địa phương nào làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận dự án, thu hút đầu tư thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đang khẩn trương gấp rút ở các địa phương. Để bảo đảm tiến độ đề ra, phải kể đến vai trò của các trưởng phó thôn. Ở Tiên Lữ, từ việc lên danh sách cử tri cho đến công tác tuyên truyền bầu cử đều có sự tham mưu phối hợp của các trưởng phó thôn với Mặt trận Tổ quốc, đến nay đã sẵn sàng cho công tác bầu cử. Thôn Dị Chế, xã Dị Chế là một thôn có số lượng cử tri đông, trên 4.000 cử tri gồm 3 tổ bầu cử. Vì vậy, công tác rà soát cử tri rất kỹ lưỡng, đảm bảo không được có sai sót. Để rà soát được lượng cử tri lớn như vậy, ông Vũ Quang Vinh, bí thư chi bộ, trưởng thôn Dị Chế, đã phải phối hợp rất tốt với các ban ngành đoàn thể của thôn, lên danh sách và công khai tại nhà văn hóa thôn cùng 5 điểm niêm yết để nhân dân nắm bắt cũng như kịp thời bổ sung. Thôn đặc thù có cái số nhân khẩu rất là đông và cái số cử tri đông. Hiện nay nếu khó khăn là chúng tôi rà soát cái công tác lên danh sách niêm yết cử tri, và hiện nay thì nói chung là tất cả công việc đối với thôn đã chuẩn bị tương đối là đầy đủ. Cho công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về luật bầu cử cũng như có hiểu biết và nhận biết được các thông tin sai lệch trên Internet, các cán bộ thôn đã vận dụng linh hoạt các phương pháp truyền thống như các buổi họp thôn hỏi đáp về luật bầu cử, hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin, thậm chí sẵn sàng đi từng ngõ, gõ từng nhà. Trước 30 ngày thì chúng tôi sẽ có cái danh sách đại biểu ứng cử, thì bà con sẽ tìm hiểu, còn cân nhắc, lựa chọn, nghiên cứu sẵn rồi thì bầu cử nó cũng dễ và nhanh, mà cũng giúp cho tổ bầu cử là hoàn thiện sớm. Cũng có cái sự là chỉ dẫn và chúng tôi cũng có cái suy nghĩ để mà phân tích để bầu cho nó chính xác, để đảm bảo được cái quyền lợi và những người vào là cũng có thể đáp ứng được cái nguyện vọng của nhu cầu của nhân dân. Toàn huyện Tiên Lữ hiện có 55 thôn với 101 tổ bầu cử, trong đó có trưởng phó thôn là tổ trưởng các tổ bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các trưởng phó thôn giữ vai trò lực lượng nòng cốt, góp phần giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định giao công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát, Hưng Yên thuộc tập đoàn Hòa Phát lập quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Yên Mỹ 2 thêm 216 ha. Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 nằm trên địa bàn các xã Trung Hưng, Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, ranh giới phía Bắc và Đông, giáp đất canh tác khu dân cư xã Trung Hòa, phía Nam giáp đất canh tác và khu dân cư xã Trung Hưng, phía Tây giáp quốc lộ 39 và các dự án sản xuất công nghiệp hiện có. Cuối năm 2020, Chính phủ đã có quyết định bổ sung khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng với diện tích 216 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước, nâng tổng diện tích cả khu lên trên 300 ha. Trong đó, giai đoạn 1 gần 100 ha đã được lấp đầy dự án và đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư doanh nghiệp sản xuất sạch như thiết bị điện, điện tử, công nghệ mới. Thời gian qua, các làng nghề ở huyện Khoái Châu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ kinh doanh.
Huyện Khoái Châu hiện có 9 làng nghề đang hoạt động, trong đó có 7 làng nghề đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận làng nghề, tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực, thủ công mỹ nghệ, chế biến bảo quản nông sản. Trong đó, có nhiều làng nghề hoạt động hiệu quả như làng nghề đồ gỗ, mỹ nghệ Minh Khai, làng nghề trồng quất cảnh Đông Thảo, làng nghề sản xuất chế biến nghệ Trí Tân. Riêng làng nghề chế biến nghệ Trí Tân có 3 sản phẩm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP. Hiện các làng nghề đang thu hút gần 4.000 hộ sản xuất, kinh doanh, tại việc làm cho khoảng 10.000 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 4 triệu đến 8 triệu đồng một người một tháng. Mặc dù huyện Kim Động đã phê duyệt quy hoạch khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện đến năm 2020 với diện tích trên 173 ha, thế nhưng đến nay việc thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Hùng An là xã có phong trào chăn nuôi bò phát triển mạnh của tỉnh với tổng đàn gần 1.000 con các loại, trong đó có trên 700 con bò sữa cho doanh thu gần 30 tỷ đồng mỗi năm. Nuôi bò sữa đã là nghề làm giàu của nhiều hộ dân nơi đây. Tuy vậy, ở đây tất cả các hộ chăn nuôi đều ở trong khu dân cư, vì vậy chất thải, nước thải từ chăn nuôi ra môi trường với lượng lớn dù đã qua xử lý nhưng vẫn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Không chỉ người dân bức xúc mà chính các chủ trang trại cũng đều lo lắng. Những người dân chung quanh đây là đều thấy rất là ô nhiễm, nhưng chúng tôi không có cái việc gì khác ngoài kiếm cái đồng tiền con bò này. Mặc dù xã Hùng An đã quy hoạch khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư ở thôn Ninh Phúc với diện tích trên 6 ha, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được. Nguyên nhân là do địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc quy hoạch phát triển chăn nuôi hàng hóa, mang tính định hướng lâu dài, bảo đảm an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Cái vùng nguyên liệu thức ăn cho gia súc ấy, thì nó lại nằm ở khu vực ngoài bãi, mà diện tích quy hoạch của chúng tôi thì bây giờ nó lại ở trong đồng, cũng là một cái bất lợi cho các hộ chăn nuôi, vì là giữa cái vùng nguyên liệu thức ăn cho gia súc và cái khu vực chuồng trại nó cách xa nhau. Theo thống kê của huyện Kim Động, 80% các trang trại trên địa bàn đều nằm trong khu dân cư, vì vậy các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã xảy ra với đàn gia súc gia cầm và đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường. Phần lớn các chủ trang trại chăn nuôi trong khu dân cư đều mong muốn có khu vực chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để đầu tư phát triển chăn nuôi lâu dài, bền vững. Nếu mà ở đây mà có nơi quy hoạch được thì chúng tôi chăn nuôi sẽ thuận tiện hơn, đường xá đi lại dễ hơn và sẽ đỡ đấy. Mỗi một tháng bình thường như chúng tôi là, nếu bình thường chỉ cần 2 công nhân là đủ, nhưng mà chúng tôi ở trong xóm là phải mất 3 công nhân, thêm 1 công nhân thì mới vệ sinh được, nó mới sạch sẽ được. Khu vực Tà Hà, Hùng An bây giờ là nó ô nhiễm quá rồi. Đấy, đâm ra là muốn là tỉnh hay là huyện hay là xã là tạo điều kiện cho bà con ra cái chỗ chăn nuôi tập trung nó rộng rãi để dân tỉnh người ta muốn phát triển kinh tế nó lớn mạnh hơn. Nếu như gia đình nhà tôi mà được như thế thì tôi sẽ đầu tư đồng bộ. Dù đã quy hoạch chăn nuôi xa khu dân cư từ nhiều năm trước, nhưng các dự án chăn nuôi đều đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn và chủ yếu trông chờ vào ngân sách, địa điểm quy hoạch chưa phù hợp hoặc trùng với quy hoạch ưu tiên khác. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn này, với quy hoạch phát triển các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư giai đoạn 2021-2030 với tổng diện tích 300 ha. Huyện sẽ là có cái cơ chế là hỗ trợ sẽ làm đường giao thông, đường điện và hệ thống xử lý nước thải tại khu tập trung xa khu dân cư. Đồng thời cũng phải tuyên truyền vận động nhân dân để có cái sự vào cuộc tích cực giữa nhà nước, chính quyền địa phương và người dân thì mới triển khai được có hiệu quả. Thời gian qua, người dân của huyện Tiên Lữ phản ánh trên đường 376 đoạn qua xã Ngô Quyền và thị trấn Vương xuất hiện nhiều bãi tập kết gỗ và vật liệu xây dựng gây nguy hiểm đến các phương tiện qua lại. Qua ghi nhận, trên đường tỉnh 376 đoạn qua hai địa phương trên có nhiều điểm tập kết gỗ và vật liệu xây dựng không đúng quy định. Nhiều khúc gỗ to có đường kính lớn không được che chắn nằm ngổn ngang ngay sát mép đường. Bên cạnh đó, vỉa hè dành cho người đi bộ cũng bị chiếm dụng để vật liệu xây dựng, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Theo khoản 6, điều 12, Nghị định số 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và 8 triệu đến 12 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi đổ để vật liệu không đúng quy định. Trước tình trạng trên, đề nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi chống đối, cố tình vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, đê sông Hồng, đoạn qua địa phận các huyện Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, đến đê sông Luộc, đoạn qua huyện Tiên Lữ, Phù Cử, là công trình phòng chống lũ lụt trọng yếu, cấm xe tải trọng lớn lưu thông. Tuy nhiên, tình trạng xe tải trọng lớn quá khổ, quá tải công khai ngày đêm cày xới các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Tuyến đê sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ có rất nhiều xe bồn chở bê tông tươi từ các trạm trộn đặt ngoài đê sông Hồng. Tại khu vực bãi khai thác cát phường Minh Khai, lượng xe trọng tải lớn ra vào chở cát tấp nập. Dù trên đê có hệ thống biển báo tải trọng xe cấm xe trên 12 tấn, nhưng các xe tải trọng lớn, cơi nới vẫn công khai hoạt động. Đặc biệt đoạn qua phường Lam Sơn ra đường Phạm Bạch Hổ đi ra quốc lộ 38 đã có nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng. Xe chở đầy ắp nắp nhưng chỉ đậy bạt theo kiểu chống đối nên vật liệu rơi vãi, bụi bẩn đầy đường. Xe quá tải nhiều quá, chạy đây nhiều quá mà bây giờ cái đường này chạy cả ngày cả đêm giờ mà không nào đi tạm hết rồi, ổ gà ổ trâu hết. Tương tự tại khu vực bến cát, trạm trộn thuộc xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, hàng đoàn xe trọng tải lớn cày xới bụi mù đoạn đường này, biển cấm tải trọng 10 tấn trở lên, nhưng xe có trọng tải lớn vẫn cơi nới thành thùng, chở đầy hàng rồi tỏa đi các vùng lân cận nhưng không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Thực trạng này không chỉ làm hư hỏng đường mà còn gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ôi trời ơi, đi chạy cả đêm, đi cả đêm chúng tôi cũng chả ngủ được mà ấy, đi ngày cứ liên khúc chả lúc nào là từng bãi cát nhiều lắm, ngày nào cũng phải quét bụi hàng mấy lần. Trong khi đó, việc kiểm tra và xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện tại các cơ sở đầu nguồn hàng, kho bãi, bến cảng chưa được duy trì thường xuyên. Một số địa phương có cảng, mỏ và cuộc chưa quyết liệt trong kiểm soát xếp hàng hóa lên xe và chưa kiên quyết xử lý chủ mỏ, chủ cảng vi phạm. Tình trạng xe quá tải trọng ngang nhiên hoạt động trong thời gian dài khiến người dân đang rất bức xúc. Lấy trộm xe máy giữa ban ngày, gây tai nạn rồi bỏ trốn. Những hành động vi phạm pháp luật và thiếu trách nhiệm nêu trên đã và đang gây bức xúc cho người dân và làm mất trật tự an toàn xã hội. Đây là hình ảnh camera của gia đình chị Đồng Thị Loan, thôn Nho Lâm, xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4, kẻ gian đã ngang nhiên vào lấy đi chiếc xe máy nhãn hiệu Way. Chị Loan cho biết, vụ mất trộm xe máy này chỉ là một trong nhiều vụ mất trộm xảy ra trước đó trên địa bàn. Chị cũng thừa nhận một phần do bất cẩn, hơn nữa nhà ở mặt đường 39A và kinh doanh hàng ngày có rất nhiều người qua lại, ta vào, giao dịch nên không để ý hết được. Đêm tầm độ 22 giờ có người gọi điện ấy, là người ta nhìn thấy cái xe đấy ở trong mặt đạo Văn Lâm. Đợt vừa rồi rất là thất vọng nhiều, như cái anh bên cạnh nhá, anh ấy để sắt với để tôn bên cạnh ấy, là người ta ăn trộm, nhìn thấy là người ta đến ăn trộm. Cam thì em nhìn thấy, cam em nhìn thấy, nhưng mà người ta bịt mặt đối diện em Dũng này nè. Anh để trước cửa nhà anh gọi cam vào, nhưng mà nó tháo bình ác quy nó cũng bịt mặt. Còn đây là hình ảnh do camera an ninh của nhà dân cung cấp về vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 15 tháng 4 trên địa bàn thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Sau khi va chạm, người lái xe đã điều khiển xe ô tô đi, bỏ mặc hai người trên đường. Sự việc khiến cho người dân rất bức xúc. Nó đâm vào cái thằng xe máy ngã ra, xong nó vẫn móc lái ra là nó bỏ chạy. Nó rú ga nó chạy, người dân rất nhiều người hô lên thì là nó vẫn chạy. Nghe cái xoáng là cái phim đi ra có mỗi xe máy mấy người đi ra làm đấy, sợ nói mèo già như vậy, ô tô không còn, ô tô không còn. Còn những cái thằng mà đi xe mà không có trách nhiệm như thế là không được. Đây là mấy cái nán cái hành động đấy. Trước đó ngày 13 tháng 4, trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm cũng xảy ra vụ tai nạn là một người thương vong, nhưng xe gây tai nạn cũng bỏ trốn. Trong tháng 3, trên địa bàn huyện Phù Cử cũng xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Vì vậy, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, có ý thức hơn nữa trong việc giữ gìn tài sản của mình.